Rồi, để tới đây anh sẽ quay lại nha. Rồi, chờ các bạn ơi, cảm giác ngồi trên chiếc ghe lúa 75 tấn đã lắm rồi. Phê rồi. Sơn mới nó cũng màu trắng như luôn á hay là nó màu đen? Đen. Đen không? À một thời gian nó nâu nâu đúng không? À. Con xin chào tất cả mọi người nha. Rất vui gặp lại mọi người trong kênh YouTube Lâm Miền Tây của mình. Hôm nay thì mình sẽ quay và đi qua sơ cho các bạn thấy chiếc ghe chở lúa nha. Thì ở trong kênh mình thì mình đã quay rất là nhiều lần cho các bạn xem là ghe chở lúa đi qua cống nè, cũng như mình ngồi trên bờ mình quay đang di chuyển rất nhiều lần rồi. Ngày hôm nay thì Long sẽ quay cho mọi người xem chiếc ghe chở lúa, mình đứng ngay trên chiếc ghe chở lúa để quay mọi người xem. Đây mọi người xem nha, là một chiếc ghe chở lúa. Đây là mà máy nhóc này thì ở sớm ha, nó qua đây nó chơi. Đây thì chiếc ghe chở lúa này thì tổng cộng cái trong tay chở là 75 tấn nha mọi người. Các bạn xem cái hầm, các bạn xem rất là to luôn nha. Đây là cái ghe, một cái ghe chở lúa, em quay mọi người xem cái này đó, mọi người xem này. Rất là to luôn. Cái hầm của chiếc ghe chở lúa này thì nãy mình nghe anh nói là 75 tấn, không biết là tổng tải trọng cái tải trọng hay là cái chở lúa được bao nhiêu tấn của mình cũng không rõ ha. Anh em biết thì anh em comment bên dưới cho mình đi nha. Đó, ta đang đứng ngay cái cabin. Các bạn xem nè, bên đây rất là nhiều xà lan đang đi qua lại cái đoạn này nha. Xà lan này cũng chỉ xà lan Bạc Liêu nè. Có chị gái đang đứng ở trên cabin luôn nè. Rồi mình xem. Và chiếc ghe lúa này thì sử dụng máy là máy máy gì ta, hôm nãy anh nói mình cũng quên rồi ta. Umitsu. Đúng rồi. Umitsu nha các bạn, Umitsu 6 nha. Ồ, chiếc xà lan kia đang làm gì kìa. Ồ, làm gì kìa. Cái gì đang không sụp đằng kia nè. Cái gì đằng kia, cái gì đằng kia mọi người. Là gì tới mấy chiếc này nó lại bẻ gãy chứ ta. Anh ấy làm gì đây. Là gì né thật lắm vậy. Diễn biến cũng không có gì mọi người, chỉ là qua mặt nhau thôi. Rồi, quay lại chiếc chiếc ghe này ha. Đó, chiếc ghe lúa. Anh chủ anh đang trà nè, trà dầu để chuẩn bị anh sơn lớp chai mới đó các bạn. Ở đây là cái hồ lăng. Anh đang trà ha, trà dầu. Ở đây bây giờ mình sẽ đi từ đây đi tới cái mũi ghe cho anh em xem ha. Đó, bây giờ mũi ghe cho anh em xem độ dài của chiếc ghe mình luôn ha. Đây là mấy cái bánh đệm. Ui dạ. Mỏ neo. Đây là cái hầm các bạn. Thôi. Rồi, về đây cho các bạn xem nè. Chiếc này chắc dài có khoảng mình đoán có gần 30 mét các bạn. Để chúng mình hỏi anh chủ ghe coi là nó dài bao nhiêu ha, để nói cho các bạn biết luôn. Đi về cabin mình quay
mọi người xem ha. Mình hỏi đứng này hơi bị say sóng trời. Đây các bạn, đây là cái bóng đèn ha, bóng đèn tối thì mà sử dụng để ánh gọn. Còn đây cái bên đây là cái ga nè, bên đây cần số nè các bạn. Đó, anh xài máy đây mình nói các bạn rồi đấy ha. Đây các bạn. Sử dụng hộp số đó, đây là cái hộp số của ảnh này. Ô lăng gỗ. Hiện tại thì anh mới làm máy lại, thành ra ảnh kêu thợ tới kiểm tra. Komatsu 6 có turbo luôn nha các bạn. Đó, cái dàn mình các bạn thấy không? Mình mượn cái vỏ của anh đi được rồi ha. Ừ. Quá dở luôn. Nói. Ba anh em có tâm sự không? Anh chủ ghe anh đang trà nè, trà. Để chuẩn bị anh sơn cái chai mới. Cái này là chai hay là sơn anh? Chai rồi phải không? Ủa, lúc anh sơn mới nó cũng màu trắng luôn hả hay là nó màu đen? Đen phải không? À, một thời gian nó nâu nâu đúng không? À. Bây giờ mình lại trà ra để mình có một sơn mới lại nữa. À. Chiếc ghe mình nó dài cỡ 30 mét không anh? 24 mét hả? Hồi nãy em canh ca nó cỡ 30 mét, cũng gần gần ha. 24 mét. Dạ từ sáng giờ kêu rồi. Chủ ghe nó 24 mét rồi có gì nó sai đâu. Chính xác luôn hả? 80 tấn. Dạ 80 tấn. Mấy lắm. Hiện tại bây giờ thì mình review rồi, bây giờ anh thuyền trưởng anh sẽ chạy luôn nha. Anh chạy một vòng cho mọi người cùng xem cái chiếc ghe này chạy như thế nào nha, mình sẽ quay cho mọi người xem luôn nha. Đó, hiện tại đó, hiện tại bây giờ là anh thì giữa anh mở máy lên nè. Đó, rút dây neo. Rồi, hôm nay mình review xong rồi mình cũng đó, cho các bạn cảm giác được ngồi ở trên chiếc ghe luôn ha. Đây, anh mở dây neo, anh chạy nè. Anh em xem nè. Rồi. Let's go. Rồi, đang di chuyển luôn. Đây là ống khói nha các bạn. Đây là ống khói nha. Tránh ra. Tránh ra các bạn. À, anh nổ máy đánh quay đầu lại này. Quá khói à.
xô mũi luôn nè. Ồ, đây chỉ nè các bạn. Quá đã. Ồ, xoay luôn anh em. Quá phê. Rồi, chạy tới đây anh sẽ quay lại nha. Rồi, chờ các bạn ơi, cảm giác ngồi trên chiếc ghe lúa 75 tấn đã lắm rồi. Phê lòi. Quá đã. Rồi, cặp vô. Rồi, ok, các bạn thấy không? À, anh xử lý cái màn quay đầu nó lạnh không? Trong cái con kênh này nè. Đó, đây đoạn kênh, Gạch Giá Hà Tiên nha. Đấy. Ngon lành luôn. Đó, thuyền trưởng nè. Quá hay. Chiều tối đó mọi người, 6 giờ tối rồi. Đã xe đường luôn rồi các bạn ơi. Đã hù luôn rồi. Rồi, cột neo. Vô, ok. Rồi, nói xong, thôi mình cũng kết thúc video này nha. Anh em nhấn một like, một share và đăng ký kênh Lâm Tay của mình nha. Thôi bây giờ mình kết thúc cái buổi review chiếc ghe lúa 75 tấn nha các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người nha.